Kính thưa quý vị, nhân dịp tuần lễ vừa qua, chuyên viên thăm Hoa Kỳ của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Lê Doãn Hợp, thông qua sự giới thiệu của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, chúng tôi, Việt Weekly và Phố Bonsa TV đã có dịp trò chuyện, tiếp xúc, tọa đàm với ông Lê Doãn Hợp, sinh năm 1951 tại tỉnh Nghệ An, là tiến sĩ kinh tế, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1970. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng trong chính phủ và từng là phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Năm 2006, trong kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11, đã ủng dựng quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Đến năm 2007, chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáp nhập Bộ Bưu chính Viễn thông với mảng báo chí xuất bản của Bộ Văn hóa Thông tin thành Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng. Và sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với ông Lê Doãn Hợp. Theo lời của ông cho biết, lần này ông tới Hoa Kỳ là thúc đẩy việc gia tăng hợp tác giữa Việt Nam và các đại công ty Hoa Kỳ đang có đầu tư tại Việt Nam như IBM và Intel. Ông muốn nâng tầm Việt Nam trở thành một quốc gia công nghệ thông tin cao vào năm 2020. Đó là mục đích chuyến đi của ông. Bên cạnh đó, trong cuộc tọa đàm, chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều vấn đề mà mọi giới đều quan tâm, từ trong nước ra tới ngoài nước. Những vấn đề chúng tôi đề cập tới bao gồm cả phần thông tin, truyền thông, báo chí tại Việt Nam đang hành nghề, cũng như những quan tâm của cộng đồng hải ngoại về Việt Nam. Trong lần này, ông Hợp đã giải thích rất nhiều điểm và ông đã đưa ra rất nhiều điểm mà chúng tôi cho rằng rất tích cực trong chuyến đi lần này của ông. Khi chúng tôi đề cập đến việc nhà nước Việt Nam có bức tường lửa ngăn chặn các thông tin từ hải ngoại về, ông Hợp trả lời rằng, theo luật nhà nước Việt Nam hoàn toàn không ngăn cản các thông tin từ hải ngoại đưa về. Tuy nhiên, ông lại không lý giải tại sao có những bức tường lửa ngăn chặn các thông tin từ những website, từ những nơi được xem là nhạy cảm đối với nhà nước Việt Nam. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó, Việt Weekly và Phố Bonsa TV cũng đặt vấn đề với ông rằng chừng nào nhà nước Việt Nam cho phép tự do báo chí tư nhân tại Việt Nam và được ông giải thích như sau. Tôi thì tôi có thể nói một ý thế này, tất cả những cái gì mà văn minh của loài người thì Việt Nam đều tiếp cận. Nhưng mà tôi nghĩ là cái báo chí tư nhân thì để cho nó ra đời thì Việt Nam có một cái lộ trình mà phải giải quyết căn cơ ba vấn đề. Tôi nghĩ nhiều nó chắc là ba vấn đề. Và ba vấn đề này giải quyết tốt thì các cái báo chí Việt Nam nó có thể đi tiến tiết kiệm về thời đại đi thế giới được. Cái thứ nhất là luật lệ. Thì nói về hoàn chỉnh luật lệ. Luật lệ Việt Nam nó thật. Là chúng tôi mới vào cuộc mấy chục năm rồi mới nay, cho nên cái rõ ràng là luật lệ phải sửa liên tục và nó cũng theo kịp cái cuộc sống, theo kịp cái vận động của cuộc sống và cái hội nhập thế giới, thì cái đó là cái quan trọng nhất. Cái luật như hiện nay phải nói là nó còn quá lỏng và các cái chế tài xử lý không nghiêm, vì thế cho nên là cái cuộc đấu tranh để ngăn ngừa những cái người lợi dụng báo chí để làm những việc này việc kia mà nó do cái động cơ cá nhân, do những cái lợi ích cá nhân, chúng tôi thấy cái đó là cái quan trọng nhất. Và thay một lần thay luật không đơn giản, nó là một vấn đề tập hợp trí tuệ và tạo tin sự đồng thuận của cả cộng đồng. Cái thứ hai á, mà tôi cho rằng là rất quan trọng là vấn đề tính chuyên nghiệp của những người làm báo. Chúng tôi hiện nay phải nói là 17.000 phóng viên, nhưng mà cái tính chuyên nghiệp chưa cao so với nước Mỹ, chúng tôi còn phải phấn đấu đúng không? Mà khi mà cái tính chuyên nghiệp chưa cao thì khó có đỉnh cao của chuyên môn. Và đó là vấn đề chúng tôi đang phải tập huấn, đang phải bồi dưỡng. Mà tôi sang đây là bàn với các trường cũng chính là đào tạo phóng viên, rồi là liên kết các tổ chức quốc tế cũng để mà đào tạo nâng cấp cái phóng viên, cái đó rất quan trọng. Và cái thứ ba là về dân trí, chúng ta phải nâng dân trí lên để dân trí và thể quốc có thể coi là lực lượng giám sát báo chí cao nhất, tối thượng nhất và quyết định. Thì dân trí chúng tôi phải nâng dân trí của người thấp, dân trí Việt Nam chúng ta cũng thấp. Người hiểu thì đánh giá báo chí đúng, người không hiểu thì coi báo chí là báo của những cái gì đúng cả. Và còn người không hiểu thì coi báo chí là nhà văn nói lão, nhà báo nói thêm gì đấy đúng không? Thì cái nhận thức của báo chí là chưa ngang tầm. Cho nên tôi phải nâng cả bài luật pháp hành chính hơn, tính chuyên nghiệp của người làm báo cao hơn, dân trí giám sát và nhận thức của báo chí tốt hơn. Thì trên cái nền đó thì chúng tôi rất thực người Việt Nam khi chúng ta sẽ có cái lộ trình để cái báo chí nó tiến kịp với xu hướng của thời đại. Và tôi nghĩ hiện nay vẫn là báo chí Việt Nam, tôi có thể nói vút lại cái này,
báo chí Việt Nam là phải nói là tăng rất nhanh, cả số lượng, cả chất lượng, cả nội dung, cả hình thức, cả công nghệ, và phải nói là cả đủ. Thì tôi nói là tôi mình chỉ còn tăng cường cái tính chuyên nghiệp cao hơn nữa thì cái báo chí nước ta của chúng ta sẽ tiến kịp với cái báo chí của các nước tiên tiến trên thế giới. Và sau đó chúng tôi đặt câu hỏi với ông, nếu như nhà nước Việt Nam không ngăn cản báo chí hải ngoại về Việt Nam tác nghiệp, như vậy nhà nước có ngăn cấm các ký giả đến những vùng nhạy cảm để tác nghiệp hay không, ví dụ như vụ BMU-18 hay Vanaxin? Và ông Hợp đã trả lời một cách thẳng thắn như sau. Trước khi mà nói là không có vùng cấm, báo chí chúng tôi được đưa tin đầy đủ những vấn đề và trong nguyên tắc là trung thực. Và tôi nói thật là tôi xử lý hai cái chuyện trung thực này là rất vất vả và rất mệt. Thì báo chí làm thế nào đưa thông tin thực và vì đưa thông tin thực nói chuyện. Tôi nói ví dụ bây giờ vấn đề Vinaxin thì báo chí đưa hết rồi, Quốc hội chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi. Thế còn vụ án đã được khởi tố rồi, đã bắt giam chín thành viên trong tổng tập đoàn này. Thì cái đang chúng tôi có một chủ trương mà tôi thấy rất đúng là khi các vụ án đã được khởi tố thì báo chí không được tin, để các cơ quan khởi tố hoạt động độc lập và nó đảm bảo cái cơ quan chính xác. Nhiều khi báo đưa tin thì nó tạo ra cái áp lực mà làm cho cái công tác điều tra xét xử nó không tốt. Ví dụ như vụ PMU-18 là không tốt. Có thể nói rất nhiều cái thông tin trong vụ PMU-18, lúc đó tôi làm phó ban thường trực ban tư tưởng văn hóa trung ương đi xác minh để mà trả lời cho các cái đơn thư, bởi vì khi mình đưa một thông tin không đúng thì người ta kiện thì cơ quan báo chí phải vào cuộc. Thì có thể nói rất nhiều thông tin đưa về vụ PMU-18 là không đúng sự thật, mà một xã hội mà không tôn trọng sự thật là một xã hội đúng đắn. Tôi nói ví dụ là nhà ông Tiến, tôi nói mấy cái ví dụ tôi đi ra nhà ông Tiến báo chí bảo là hàng trồng cô vua mấy trăm cây, hai hàng cau mấy trăm cây, thực ra chỉ có hai cây, tôi xuống nhà chỉ có hai cây thôi. Thế như thế là hai cây và hai mấy trăm cây nó khác đúng không? Hay là nói là nhà ông Tiến là lấn đất chùa A, trong khi đó nhà ông Tiến còn cách năm nhà nữa mới đến chùa A, mà sao mà lấn được? Lấn đến không chẳng lấn được, ví dụ thế. Rồi thì nói cái chuyện mẹ anh Tiến mất thì bỏ vào đến 500 cân rượu thông. Để tôi nói là cái tổng tập rất là tôi suy nghĩ không kỹ. Bởi vì những cái hòn nào chỉ ước 500 cân, thực tế nó có 3 cân. Nhưng bà mẹ cũng chứng chúc là bỏ được rượu cũng không biết được thế. Thì rõ ràng là tôi nói là cái báo chí là phải đưa chính xác. Khi đúng chính xác như vậy thì rất là tạo ra cái đáp được không tốt. Mà rõ ràng là không đảm bảo cái khách quan, không đảm bảo cái chính xác. Và tôi cho là khách quan chính xác là tiêu chuẩn cao nhất của người làm báo. Bởi vì thế chính của Việt Nam tôi không đúng. Thì cái báo chí vẫn được tin cũng có cái gì. Trong câu chuyện tọa đàm với ông Lê Doãn Hợp, chúng tôi cũng đề cập đến một câu nói gây tranh cãi cách đây vài năm khi ông nhận chức Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Đó là báo chí đi theo lề bên phải. Ông Hợp giải thích rằng câu nói này của ông đã bị báo chí cắt xén không đầy đủ và diễn giải sai lạc ý nghĩa của ông về câu nói này. Để báo chí đi đúng lề bên phải là tôi nói đầy đủ. Nhưng mà nhiều khi anh em báo chí là cứ cắt gọn. Tức là có cái câu giữa, nhưng cũng có hai câu trước và câu sau. Đúng không? Trong khi anh em báo chí nói thì tôi nói không có như này. Gần như tất cả mọi nghề nghiệp trên thế giới muốn an toàn và tự do đều phải làm đúng luật. Thế đó là văn minh của loài người. Luật lệ càng kỹ bao nhiêu, càng đồng bộ bao nhiêu thì cái văn minh của loài người càng cao bấy nhiêu. Trên cái văn minh đó nó thể hiện cho con người là an toàn, là tự do. Thế còn nếu cũng luật lệ thì rõ ràng ra đường anh nào khỏe hơn anh được. Nhưng nó có luật lệ nó khác. Thì tôi nói cái ý đó là báo chí trước hết là nói là tất cả mọi ngành nghề trong đất nước này muốn an toàn và tự do thì phải làm đúng luật. Cũng như người đi bộ tham gia giao thông sẽ an toàn và tự do nếu mình đi đúng lệ đường đúng phải. Chứ còn mình nhảy ra đường xe máy, mình nhảy ra đường ô tô, mình đi làm sao an toàn được. Thế có cái ý như vậy. Và tôi thấy nó đầy đủ như vậy, tôi nói đầy đủ như vậy. Thế nhưng nhiều khi nó cứ cắt đi thì nó làm như thế đó. Vấn đề đường đúng phải như kiểu là có buộc có phải. Đó là chính là tự do nhất mà cũng là văn minh nhất. Và luật lệ văn minh là người là chính như vậy. Cho nên nghề nào cũng có luật và chúng tôi có cả cái luật báo chí trong tay. Kính thưa quý vị, trên nguyên tắc, Việt Quốc Ly và Phố Bôn Sa TV đã gửi đến cho ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam, 20 câu hỏi. Tuy nhiên, trong buổi tọa đàm kéo dài gần một tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ có thời lượng đủ để hỏi 8 câu hỏi mà thôi. Toàn bộ câu chuyện này
đã được đăng tải trên báo Việt Weekly số ra tuần này. Mời quý vị nhớ đón xem. Và phản ứng người dân như thế nào? Mọi giới ra sao? Sự phản biện ra sao? Đó sẽ là những gì mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình kỳ tới. Mời quý vị nhớ đón xem.